quả bom chính trị nước Mỹ sắp nổ tung. Cuộc bầu cử của nước Mỹ đang tiến gần đến ngày cuối, càng xuất hiện nhiều các nhân vật quyền lực và nổi tiếng tham gia cuộc vận động tranh cử. Đáng chú ý là có cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton cùng các ca sĩ đình đám như Taylor Swift, Beyoncé hay Jennifer Lopez. Những nghệ sĩ và chính trị gia nổi tiếng này đều lần lượt lên tiếng công kích cựu Tổng thống Trump và ủng hộ bà Kamala Harris. Và thật đáng chú ý khi bà Harris và những nhân vật thuộc giới tinh hoa này đều có mối liên hệ mật thiết với Sandy Combs, ông trùm làng giải trí vừa bị bắt giữ vì các tội danh liên quan đến trẻ em, tình dục và ma túy vào tháng 9 vừa qua. Ai chống lưng cho Sandy Combs? Có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa những chính trị gia hàng đầu nước Mỹ với nam rapper Sandy Combs, người mà chính quyền liên bang mới đây đã chính thức buộc tội buôn bán tình dục, âm mưu tống tiền và nhiều tội danh khác. Đương kim Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Thị trưởng New York Eric Adams và cựu Tổng thống Barack Obama đều được xác định có mối liên hệ với ông trùm ngành công nghiệp giải trí Diddy. Theo Fox News, mối quan hệ này là vì các mục đích chung của đảng Dân Chủ trong nhiều năm qua, mà Diddy cũng là một trong những người nổi tiếng ủng hộ đảng Dân Chủ trong suốt sự nghiệp của mình. Vào năm 2020, bà Kamala Harris, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, đã cảm ơn Diddy Combs vì đã tổ chức một sự kiện về COVID-19. Bà Harris viết trên mạng xã hội X như sau: "Cộng đồng của chúng ta hiện đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, và điều quan trọng là chúng ta phải nêu bật cách thức mà virus corona đang làm gia tăng bất bình đẳng về chủng tộc và chênh lệch về sức khỏe." Combs cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút cử tri trẻ ủng hộ đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân Chủ từ năm 2004, nơi ông phỏng vấn các đại biểu về các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, bao gồm cả Obama và Clinton. Vào năm 2008, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, Diddy đã thực hiện những nỗ lực đến giờ phút cuối cùng để thu hút cử tri da đen cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Obama tại một sự kiện của đảng Dân Chủ. Sự kiện này mang tên Cơ hội cuối cùng cho sự thay đổi tại Fort Lauderdale, Florida. Năm 2020, Sandy Combs cũng lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Joe Biden làm tổng thống và thành lập đảng chính trị da đen. Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Charlemagne Tagore, ông trùm truyền thông này tuyên bố những người đàn ông da trắng như ông Trump cần phải bị trục xuất. White men like Trump need to be banished. Vào tháng 9 năm 2023, thị trưởng New York trao cho nam rapper chìa khóa của thành phố, biểu tượng ghi nhận đối với một công dân New York có được thành công lớn. Lúc trao chìa khóa cho Diddy tại quảng trường Thời Đại, ông Adams gọi sự kiện này là ngày Diddy. Đáp lại, Diddy phát biểu: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả vì vinh dự này và vì các bạn đã công nhận tôi là một người New York đáng tự hào khi trao cho tôi chìa khóa của thành phố." Trong những ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, bà Harris đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ cựu Tổng thống Obama, gia đình Clinton và nhiều nhân vật cấp cao khác. Điểm chung của các chính trị gia này là có mối quan hệ mật thiết với nam rapper Diddy, và không loại trừ khả năng có sự tham gia của những nhân vật này trong đường dây tội phạm tình dục quy mô lớn của Diddy. Khi sự tham gia của các quan chức chính trị vào mạng lưới tội phạm của Diddy đang còn chờ kết quả điều tra, thì sự tham gia của ông trùm giải trí này vào chính trường là điều đã khá rõ ràng. Diddy từng gửi thư cho ông Biden vào tháng 8 năm 2020, thúc giục ông chọn một ứng cử viên phó tổng thống là người da đen, trong đó có đề cập đến các báo cáo liên quan đến bà Harris, lúc đó đang là một thượng nghị sĩ. Như đã nói ở trên, Diddy liên tục ủng hộ các chính trị gia đảng Dân Chủ như cựu Tổng thống Obama, bà Hillary Clinton, ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Trong khi đó lại công kích cựu Tổng thống Trump, thậm chí tuyên bố rằng những người đàn ông da trắng như ông Trump cần phải bị trục xuất. White men like Trump need to be banished. Điều này cho thấy ông trùm làng giải trí Sandy Combs có quan điểm và sự lựa chọn chính trị rõ ràng. Hay nói cách khác, Diddy Combs có mối quan hệ mật thiết với các nhân vật quyền lực như Barack Obama, Kamala Harris, Joe Biden hay là Hillary Clinton. Quay lại video trước đây của Tinh Hoa TV, nam ca sĩ Justin Bieber,
người được cho là nạn nhân đã bị Diddy lạm dụng tình dục từ khi còn bé. Trong MV Yummy của mình đã miêu tả lại các buổi tiệc này với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng và quyền lực. Và như đã đề cập, đằng sau những bê bối có hệ thống và hành vi phạm tội kéo dài của Diddy phải có sự chống lưng từ những thế lực to lớn. Vì cho đến trước khi bị bắt, không ít lần Diddy đã phải đối mặt với các cáo trạng khác nhau, và cũng có rất nhiều nghệ sĩ là nạn nhân của ông trùm này đã từng không dám lên tiếng tố cáo vì sợ bị trả đũa. Thời điểm mà Diddy bị bắt giữ thực sự nhạy cảm về mặt chính trị, khi chính trường Mỹ đang tiến gần đến ngày bầu cử tổng thống. Ngay lập tức, mọi nghi vấn đổ dồn về phía những chính trị gia cấp cao của đảng Dân Chủ, những người đã từng công khai mối liên hệ mật thiết với Diddy. Fox News Digital nói rằng, họ đã cố gắng liên hệ với bà Hillary Clinton, ông Barack Obama, thị trưởng New York Adams và bà Kamala Harris nhưng đều không được trả lời. Đến đây, chúng ta hiểu rằng vì sao vụ việc bắt giữ Diddy trước ngày bầu cử lại gây chấn động dư luận nước Mỹ và thế giới đến như vậy. Bên cạnh việc vén bức màn tối tại Hollywood, Diddy còn là ngòi nổ cho quả bom scandal chính trị của Mỹ. Và gần nhất, sự kiện này sẽ có tác động mạnh mẽ đến cuộc bầu cử tổng thống khi một trong số các ứng cử viên là bà Harris, người cùng phe với Diddy. Các thủ tục điều tra và truy tố xin Diddy Combs có thể kéo sang năm 2025. Vì vậy, theo một logic thông thường, phe của bà Harris phải bằng mọi giá giành chiến thắng nếu không muốn gặp rắc rối với những tội danh liên quan đến Diddy. Tất nhiên, trong trường hợp ông Tom là người thắng cử, về lý thuyết vẫn còn một cách khác để các chính trị gia phía đảng Dân Chủ thoát khỏi những rắc rối là bịt miệng Diddy. Giống như việc tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được tìm thấy đã chết một cách khó hiểu trong phòng giam tại trung tâm cải tạo Manhattan. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này nếu có xảy ra cũng hoàn toàn vô ích, vì ông Trump khẳng định nếu thắng cử sẽ ngay lập tức truy tố các đối thủ chính trị của mình. Trước thời điểm ngày 5 tháng 11, ông Trump từng nói rằng nước Mỹ có những kẻ bệnh hoạn, những kẻ cánh tả cực đoan. Ông đã kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào bà Harris, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Trong một cuộc meeting ở Pennsylvania vào tháng 9 năm 2024, ông Trump tuyên bố đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris phải chịu trách nhiệm về câu chuyện tội ác lớn nhất trong thời đại chúng ta. Bà ta cần phải bị luận tội và truy tố vì những hành động của mình. Nhiều người cho rằng ông Trump đang ám chỉ về những hoạt động vượt biên trái phép. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng ông Trump đang muốn nói về tội ác buôn người, việc buôn bán, sử dụng, thậm chí là sát hại trẻ em để phục vụ cho các buổi tiệc thác loạn, các nghi lễ xa tăng bệnh hoạn. Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump cũng từng chia sẻ những bài viết kêu gọi các tòa án binh xét xử ông Obama. Trận đánh cuối cùng. Việc ông Obama hay bà Hillary Clinton ra sức vận động tranh cử cho bà Kamala Harris cũng là điều dễ hiểu. Vì ngoài những nghi vấn về các tội danh liên quan đến Diddy, thì họ còn có với nhau một sự ràng buộc về các lợi ích chính trị trong đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, điều khiến dư luận ngạc nhiên khi về cuối chiến dịch, họ được chứng kiến liên tục sự xuất hiện của các ngôi sao làng giải trí như Taylor Swift, Beyoncé hay Jennifer Lopez. Những nhân vật tưởng chừng như không bao giờ can dự chính trị này lại bất ngờ tham gia một sự kiện tranh cử tổng thống. Ở đây có hai điều đáng chú ý. Thứ nhất, đây là những người rất nổi tiếng và họ đều là những gương mặt quen thuộc trong các buổi tiệc của Diddy. Thứ hai, những người này đều lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris và phản đối ông Trump. Động thái này càng khiến người ta tiến gần hơn đến sự khẳng định về một liên minh ma quỷ giữa những chính trị gia quyền lực với những tội ác đen tối trong ngành công nghiệp giải trí. Điều này cũng càng khiến người ta tin hơn vào những điều mà ông Trump đã nói về những đối thủ của mình trong lần bầu cử này. Và trong trường hợp tất cả là sự thật, thì đối với họ, đây là trận chiến cuối cùng. Jennifer Lopez, cô cũng là bạn gái cũ của Diddy trước đây, một người từng tham gia nhiều buổi tiệc thác loạn cùng Diddy. Cô đã khóc trong bài phát biểu ủng hộ bà Harris, và kể từ khi Diddy bị bắt giữ, ngôi sao này vẫn đang bị sự chú ý của dư luận và bị theo dõi chặt chẽ. Tại sự kiện vận động tranh cử của bà Kamala Harris ở Las Vegas, Nevada, Jennifer Lopez đã nói rất nhiều. Cô thậm chí còn nói trong nước mắt rằng chúng ta nên xúc động, chúng ta nên buồn bã, chúng ta nên sợ hãi và phẫn nộ. Trong khi trước đó chỉ vài ngày, trong khi đăng ký tặng cho người hâm mộ sau buổi chiếu phim Unstoppable tại Hollywood,
thì có người hỏi Lopez như sau: J-Lo, bạn có bình luận gì về Diddy và những cáo buộc không? Tuy nhiên, Jennifer Lopez không trả lời mà đã im lặng di chuyển đến thang máy cùng đội an ninh. Sau buổi vận động tranh cử cho bà Harris, người dùng mạng xã hội X đã thấy nhiều hình ảnh của Jennifer Lopez xuất hiện cùng với Diddy. Đáng chú ý trong số đó có bức ảnh Jennifer Lopez xuất hiện khỏa thân cùng ba người đàn ông khác. Một người là Sing Diddy Combs, người thứ hai là Jay-Z, chồng của ca sĩ Beyoncé, và một người đàn ông khác chưa rõ danh tính. Những hình ảnh này khiến người ta đặt thêm nhiều dấu hỏi về động cơ vận động tranh cử giúp bà Harris của Jennifer Lopez. Diddy Combs và Lopez hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2001. Trong thời gian hẹn hò với Lopez, Diddy đã từng được tuyên trắng án về tội hối lộ và vũ khí bất hợp pháp. Vụ án này liên quan đến sự cố tại một hộp đêm, nơi mà cả Combs và Lopez đều có mặt. Trước sự việc Lopez lên tiếng ủng hộ bà Harris và công kích ông Trump, một số khán giả đã để lại bình luận rằng Lopez, người phụ nữ trực tiếp tham gia và chứng kiến Diddy tống tiền và tấn công tình dục đàn ông, phụ nữ và trẻ em, giờ đây đang khóc lóc cầu xin bạn bỏ phiếu cho Kamala Harris. Thật kinh tởm. Cùng với chồng của mình là Jay-Z, Beyoncé cũng từng được cho là nhiều lần xuất hiện tại các bữa tiệc thác loạn của Diddy. Và thật trùng hợp khi mới đây, Beyoncé cũng đã đứng ra lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ dành cho bà Kamala Harris. Tại buổi vận động tranh cử tại Houston, Beyoncé nói rằng: "Tôi không ở đây với tư cách là người nổi tiếng, tôi không ở đây với tư cách là chính trị gia, tôi ở đây với tư cách là một người mẹ. Một người mẹ hết sức quan tâm đến thế giới mà các con tôi và tất cả các con của chúng tôi đang sống. Một thế giới mà chúng tôi có quyền tự do kiểm soát cơ thể mình. Một thế giới mà chúng tôi không bị chia rẽ. Hãy tưởng tượng con gái chúng ta lớn lên và thấy những điều có thể mà không có giới hạn, không có giới hạn nào." Bà tiếp tục nói, "Chúng ta phải bỏ phiếu và chúng tôi cần bạn." Một số người đã để lại bình luận rằng, "Vâng, hãy tưởng tượng con cái của chúng ta lớn lên và nhìn thấy những hình ảnh thác loạn của Beyoncé tại các buổi tiệc trắng của Diddy." Có người đăng tải hình ảnh của Beyoncé trong trang phục Satan kèm dòng trạng thái rằng: "Có ai thấy lạ không khi Kamala Harris giờ đây lại được Usher, John Legend, Eminem và Beyoncé ủng hộ và phát biểu tại cuộc meeting của cô ấy? Tất cả những người này đều bị cáo buộc là những người tham gia các bữa tiệc phát điên của Diddy." Cũng giống như Beyoncé và Jennifer Lopez, từ rất sớm, Taylor Swift đã đứng ra lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris. Và một điều trùng hợp nữa là cô ca sĩ nổi tiếng này cũng là một trong những người thân thiết với Diddy. Quý khán thính giả thân mến, Tinh Hoa TV không tham gia sâu vào các vấn đề chính trị, mà chúng tôi chỉ đang muốn đề cập đến những hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm đang diễn ra xung quanh chúng ta. Cuộc bầu cử Mỹ hẳn là một sự kiện lớn của thế giới, và những chuyển động xung quanh sự kiện này thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Và chúng tôi nhận thấy có sự trùng hợp đến kỳ lạ giữa những người lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Harris và công kích ông Trump. Họ đều là những nghệ sĩ, chính trị gia nổi tiếng, đầy quyền lực và đều có mối quan hệ mật thiết với ông Trump âm nhạc Diddy, người vừa bị bắt giữ với các tội danh về mại dâm, ma túy, tình dục và cả việc lạm dụng tình dục trẻ em. Hiện nay có nhiều nguồn tin cho rằng dư luận Mỹ đang ví đảng Dân Chủ giống như đảng Diddy, Diddy Party. Điều này ám chỉ rằng những người ủng hộ đảng Dân Chủ đều ít nhiều có liên quan đến các buổi tiệc của Diddy. Và cũng có các dữ liệu cho thấy những người nổi tiếng và quyền lực trên có liên hệ với các hội kính thờ Satan và không loại trừ việc họ tham gia các nghi lễ hiến tế đáng sợ. Và nếu như tất cả những điều này là sự thật, thì cựu Tổng thống Trump đã đúng khi nói rằng nước Mỹ có những kẻ bệnh hoạn, những kẻ cánh tả cực đoan, và việc kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào bà Phó Tổng thống Kamala Harris, đương kim Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama là hoàn toàn xác đáng. Và khi tấm màn bí mật được hé lộ, có thể quả bom chính trị của nước Mỹ sẽ nổ tung và làm chấn động thế giới.